bạn cách làm mặt nạ bơ để dưỡng da khô. Để làm cái mặt nạ bơ dưỡng da khô này thì chúng ta cần tới 4 thành phần tất cả. Thành phần thứ nhất á là dĩ nhiên là bơ rồi, thì chúng ta cần tới là 1 muỗng canh bơ đã nghiền nát, mình đã nghiền sẵn, bỏ vô một cái chén nhỏ. Và mình cần tới là 1 muỗng canh chuối đã nghiền nát. Đây các bạn thấy không, chuối đã nghiền nát đây. Và 1 muỗng cà phê dầu ô liu. Và 1 muỗng cà phê nước cam tươi. Đổ vô chung cái chén này luôn. Và sau đó thì chúng ta hòa tan trộn đều với nhau. Để cho mấy cái hỗn hợp này các bạn nó dính với nhau. Đây các bạn coi. Khi mà các bạn đã trộn đều xong rồi á thì nhớ là đi rửa mặt bằng nước ấm cho thật sạch và sau đó lau khô. Sau khi mà đã lau khô mặt xong rồi và đã trộn đều cái hỗn hợp này xong, các bạn thấy không, tất cả hòa tan chung với nhau, thì mới lấy cái hỗn hợp này á xoa xoa lên trên làn da của chúng ta, xoa lên trên làn da mặt. Đây. Thì nhớ là xoa đều trên làn da mặt và nhớ tránh giống như là những vùng gần mắt đó, như là tránh lông mi, tránh lông mày, và cứ xoa như vậy đều mặt. Nếu mà còn dư thì các bạn có thể là xoa lên trên cổ cũng được. Và sau đó thì để cái hỗn hợp này nè trên da mặt khoảng chừng 15 phút. Thì khoảng 15 phút sau thì cái hỗn hợp này nó sẽ khô lại. Và sau đó thì rửa mặt lại cho thật sạch với lại nước ấm nha các bạn, nước ấm chứ không phải là nước lạnh. Chỉ có như vậy thôi. Thì khi mà các bạn sử dụng cái hỗn hợp mặt nạ này để điều trị da khô thì sử dụng một lần trong mỗi tuần. Nếu mà sử dụng như vậy thì nó sẽ có cái công dụng là nó làm mịn và nó sẽ nuôi dưỡng cái làn da của chúng ta. Ngoài ra đó thì nó còn có cái công dụng nữa là nó sẽ làm chốc các tế bào da chết và nó sẽ chống những cái nếp nhăn trên da mặt của chúng ta. Chỉ có như thế thôi. Chúc các bạn thực hiện được thành công. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc cùng với gia đình và mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video kế tiếp của Cường. Bye bye!